Em có thường xuyên vệ sinh răng miệng không? Em có, ngày nào em được đánh răng 2 lần. Wow. Được rồi, há miệng cho tôi kiểm tra thôi. Em có tin là tôi biết hôm qua em ăn những gì không? Làm sao mà chị biết được? Chị cứ đùa em. Không tin thì há miệng ra. Bò này, gà nữa này. What? Rau. Ui, cả mì tôm luôn ạ. Xem còn gì nữa không nào. Món gì nữa đây? Lỗ sâu răng này của em lớn đến mức chắc là thành nhà kho luôn được rồi đấy. Nope. Chữa nhanh thì còn kịp nhá. Chị giúp em với ạ.